Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sở tách con Luna để săn Aerob trong tương lai nha các bạn. Thì cũng có một số bạn yêu cầu mình làm về dự án săn Aerob về mạng Tira này nha các bạn. Thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn các bạn nha các bạn. Thì lưu ý khi sở tách thì các bạn sẽ mắc phí ga nha các bạn. Thì bạn nào chưa có con Luna thì các bạn xem lại một cái video mình hướng dẫn các bạn chuyển mạng từ con UT này, từ mạng Benesi Smart Chain sang mạng Luna nha các bạn. Và một cái video hướng dẫn các bạn start Aerob trên Luna nè các bạn. Thì bạn xem hai cái video này để biết cách làm nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở cái địa chỉ Tira xanh của bạn ra nè. Thì các bạn có cái con UT thì các bạn swap con Luna đi nha các bạn. Thì bạn vào swap nè. Swap Luna này nha các bạn. Rồi các bạn muốn chọn swap 2 đô 3 đô với bạn, mình khuyên các bạn nên swap có 1-2 đô thôi nha các bạn. Này mình chỉ săn Aerob trong tương lai thôi. Rồi sau đó thì bạn vào một skin nè. Rồi các bạn chọn giùm mình là cái con có tên là Terran One nè các bạn. Con này sau này sẽ có Aerob nè các bạn. Rồi thì các bạn bấm vào một deposit vào nha các bạn. Thì để update sẽ tắt thì khi các bạn setup thì 21 ngày các bạn mới unlock setup được nha các bạn. Rồi thì các bạn muốn setup bao nhiêu thì bạn setup nha các bạn. Mình là 0 chấm, còn 0.09 nữa ta. Để mình swap qua mới các bạn. Mình swap cái con UT đi đi. Qua con Luna này có khoảng 1 đô thôi các bạn. 0.02 là 1 đô các bạn. Mình swap setup sẽ là 4 đô. Mình sẽ tách 0.05. Rồi mình sẽ tách vào đây 0.05 nha các bạn. Cái khoảng 2 đô các bạn. Bấm net nha các bạn. Thì các bạn sẽ tách càng nhiều thì sau này các bạn nhận Aerob càng nhiều nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào config nè. Đây thì mình không ép buộc ai sẽ tách làm theo mình nha các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu vào nha các bạn. Bấm vào submit detail nè. Rồi các bạn chờ nó chút xíu nha các bạn. 9 8 7 6 5 4. Sắp tới mình sẽ nghiên cứu dự án Tira này các bạn, cho các bạn tham gia nha các bạn. Bạn nào chưa biết về mạng Tira nên tham gia đi, vì cái mạng Tira rất là hot và tiềm năng luôn các bạn. Rồi sau khi bạn sẽ tách xong thì các bạn quay lại nè các bạn. Rồi đây thì lãi suất của mình nó sẽ về đây nè các bạn. Sau 21 ngày thì các bạn có thể unlock stop nha các bạn. Thì các bạn bấm vào rút ra. Lãi suất của con này thì vô tin Community. Rồi vậy bạn nào có làm không làm thì bỏ qua video này cũng được nha các bạn. Mình không ép ai hết. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.